Hello, à, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Các Việt Thì uh, từ chiều hôm qua tới giờ đó, thì rất là nhiều những tờ báo Rồi những cái trang tin hay là những cái uh, tài khoản mạng xã hội đó, Người ta đăng tải, ta nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng Đã có một cái uh, quá khứ bất hảo uh, Nói chung là liên hệ với uh, gia, những tay dân hồ cổng cán Rồi uh, uh, nói chung là không có gì tốt đẹp liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng Bởi vì người ta cho rằng bà Hằng à tên thật tên khai sinh trước đây là nguyễn thị thanh tiền gì đó à thật sự mà nói cả nhà nếu mà chúng ta nói những cái à, thành phần bất hảo đi à, giống như nhờ là những gì họ cáo buộc bà nguyễn thị thanh tiền đúng không được cho là bà nguyễn phương hằng đó thì bây giờ chúng ta xem lại đi tại vì từ trước đến nay theo luật pháp của việt nam à, những ai mà phạm tội thì sẽ được luật pháp trừng trị có thể là họ bị à, giam giữ họ bị cải tạo thế này thế kia nhưng mà những cái trường hợp đó những cái thành phần đó khi mà trở lại người ta đã trả giá với cái hành vi của người ta rồi và khi người ta trở lại hòa nhập với cộng đồng thì người ta cũng được tạo mọi điều kiện để cho người ta có công ăn việc làm, người ta phát triển sản xuất để lo cuộc sống. Chứ không có ai mà giống như là ngăn cản những cái gì mà gọi là tốt đẹp. Bởi vì rõ ràng cái hành vi người ta phạm tội và người ta đã bị trả giá với pháp luật rồi cho nên đó, khi mà người ta tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ được nhà nước rồi sẽ được tất cả người ta hỗ trợ cũng như là người ta tạo mọi điều kiện để cho họ phát triển Ở không? tại vì người ta nói rồi à, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại và bằng chứng là rất là nhiều những trường hợp sau khi à, họ đã trả giá cái hành vi của họ rồi họ tái hòa nhập cộng đồng và họ phát triển sản xuất có thể nói là có nhiều trường hợp người ta còn giàu có hơn À, bởi vì người ta chí thú làm ăn và người ta đã có một cái khoảng thời gian ta nhìn nhận lại những cái sai lầm hoặc là người ta à, nhận thấy những cái hành vi những cái hành động của họ trước đó đã sai lầm rồi cho nên sau khi mà họ đã, đã trả giá thì họ hòa nhập cộng đồng và họ làm giàu nữa chẳng hạn như đại gia lê ân chúng ta thấy đại gia lê ân vào tù ra khám biết bao nhiêu lần nhưng mà bây giờ người ta vẫn là một đại gia và người ta vẫn làm những cái điều tốt đẹp cho xã hội, đúng không? Ít nhất là người ta tạo ra rất là nhiều công an việc làm cho những à, những cái à, những cái lao động à, làm việc cho ông Lê ân đó. Vậy thì tại sao những cái người mà người ta phạm tội rồi các bạn kỳ thị, các hàng không cho người ta trở lại thì khi mà người ta bị cô lập như vậy đó, thì người ta dễ sinh ra những cái tiêu cực và biết đâu người ta phạm tội trở lại thì sao? bởi vì ngoài ngoài cộng đồng này không ai đón nhận họ rồi cô lập họ thì họ sinh ra những cái tiêu cực thôi đó à, nhưng mà khi xem lại cái vụ việc của bà nguyễn phương hằng thì bà hằng có phạm tội chưa đúng không chúng ta cũng phải xem xét lại bà hằng có phạm tội hay không mà lại dám gán ghép bà hằng là là thành phần bất hảo là một cái quá khứ không tốt đẹp dĩ dãng dơ dái tùm lum tùm la hết đúng không họ cứ liên tưởng họ cứ nói là bà Hàng có liên hệ gì đó với lại à dân hồ hay là à, những cái người không tốt đẹp như là mình năm cam trong khi á cái vụ việc của bà nguyễn phương hằng với lại à, một người được cho là đàn em của năm cam là là đỗ đặc giang gì đó thì hai cái vụ việc nó hoàn toàn khác nhau không phải là bà Hàng tới lui với lại ông Nam cam đúng không đây nè thì à, nếu mà nói về đỗ Đạt Giang thì có rất là nhiều những tờ báo được đăng tải vào cái thời kỳ đó rồi. Chẳng hạn như nói về đỗ Đạt Giang đi, nhiều người nói là bà Hằng đã đẩy chồng cũ vào vào tù vào tội gì đó. Nhưng mà nếu thật sự ông đỗ Đạt Giang này không phạm tội thì bà Hằng có đẩy được ông ông ấy vào tù hay không? Chúng ta đúng, phải xem xét cái chuyện đó. À, rồi, Thí dụ như trên báo The um, Express có đăng một bài vào ngày 14 tháng 12 năm 2002. À, vào ngày thứ Bảy 14 tháng 12 năm 2002 với tiêu đề là kết luận điều tra chuyên án năm cam hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đỗ Đặc Giang. Tức là ông có cái hành vi cưỡng đoạt tài sản cho nên cơ quan chức năng pháp luật đã xử lý ông. Chứ đâu phải là nói bà Hằng đẩy ông này vào tù và không có riêng gì một cái trường hợp của bà Hằng mà có thể đẩy ông này vào tù. Đây, báo rất là rõ. Cái trường hợp đầu tiên à nếu mà có liên quan đến bà Hằng á là người ta kết kết luận rằng ông này đã có hành vi cưỡng đoạt căn nhà 21 trên 15A đường Trường Sơn. À có một cái trường hợp này là liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Tiền, à, được cho là bà Nguyễn Phương Hằng đó. Thì à, là một trong bốn cái trường hợp mà ông Đỗ Đặc Giang này đã bị à, cơ quan chức năng xử lý liên quan đến cái vấn đề à, cưỡng đoạt tài sản. À, thứ nhất là cưỡng đoạt căn nhà liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Tiền ha. Rồi cái thứ hai À, thứ hai cũng là liên quan đến vấn đề cưỡng đoạt tài sản rất là nhiều nghe cả nhà nên báo VNF Red đăng đây thứ hai là hành vi cưỡng đoạt tài sản năm lượng vàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Nương à, được cho bà bà Nguyễn Thị Ngọc Nương được cho là mẹ của bà bà Nguyễn Phương Hằng đó cả nhà à, là thứ hai ha rồi cái thứ ba là hành vi cưỡng đoạt 30 triệu đồng của anh Lâm Hưng Quốc à, cái thứ ba ha là hành vi cưỡng đoạt anh Lâm Hưng Quốc rồi cái thứ tư là à, hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Hồng Ngọc. À, vậy thì rõ ràng ông Đỗ Đặc Giang này đã bị xử lý với cái hành vi cưỡng đoạt tài sản ít nhất là bốn trường hợp chứ không phải riêng gì bà Nguyễn Phương Hằng mà nói bà Hằng đã đẩy ông 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 này vào tù thì nó không có chính xác. Nhưng mà thật sự nếu như một cái trường hợp của bà Hằng đẩy ông Đỗ Đặc Giang vào tù thì cũng do ông đã có hành vi phạm tội cho nên người ta mới xử lý. À, chứ nếu mà không không có phạm tội thì bà Hằng đẩy vào tù bằng cách nào đúng không? Nhưng mà thật sự có trường hợp bà Hằng đẩy vào tù chăng nữa thì bà Hằng cũng là nạn nhân trong cái vụ đó thì làm sao nói bà Hằng là thành phần bất hảo hay là thành phần thế này thế kia đúng không? Rồi bây giờ chúng ta khép lại tất cả các thứ đó đi ở đó là cái chuyện mà quá khứ à, mặc dù á mặc dù cái quá khứ họ cứ gán ghép nói là có liên hệ với Nam Cam liên hệ này kia kia nọ nhưng mà Báo chí đã đăng tải rất là rõ bà Hằng chỉ là nạn nhân, bà Tuyền chỉ là nạn nhân trong các vụ đó thôi. Vậy thì chúng ta khép lại cái chuyện quá khứ được rồi. Bởi vì khi mà đối chiếu lại trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, thì tất cả những việc làm mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm cho xã hội đã làm cái gì, đúng không? Là những việc làm có ích, những việc làm nghĩa, những cái quỹ từ thiện, rồi xây điện, đường, trường, trạm, hay giúp đỡ trẻ em nghèo, hay là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vậy thì cái việc mà quá khứ của bà hằng chúng ta không nói chung là mặc dù là không có lại gì bà hằng cũng có phạm tội không có làm cái gì gây gớm nhưng mà chúng ta khép lại quá khứ đi rồi chúng ta nhìn lại hiện tại bà hằng đã làm được cái gì đã vậy thì tại sao nói bà hằng là thành phần bất hảo rồi nói là bà hằng có một quá khứ gây gớm rồi có liên hệ với trùm giang hồ năm cam rồi có cái gì gì đó họ vẽ ra rất là nhiều những cái câu chuyện mà theo mình cảm thấy á, tự nhiên á, báo chí khơi lại cái lịch sử tư pháp cái lịch sử của bà hàng trước đây tên là nguyễn thị thanh tiền bắt đầu người ta vẽ ra hàng loạt những cái câu chuyện rồi người ta nói thế này thế kia ủa chúng ta hãy nhìn vào cái hành động của người ta làm và quan trọng nhất á, là họ không phải là người đã phạm tội trước đây đúng không họ không phải là người phạm tội tại sao chúng ta lại chặn tất cả những cái việc làm tốt đẹp của họ À, mà mà họ đã làm trong thời gian gần đây đúng không có phải là chúng ta quá ích kỷ hay không hay là chúng ta không thích rồi bắt đầu chúng ta phải tìm mọi cách để trù dập người ta và và dồn người ta vào cái gì gọi là xấu xa rồi đê tiện nhất thì các bạn mới đồng ý hay sao đúng không đơn giản một tờ báo đăng nói là cái lịch sử tư pháp của bà hàng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền bắt đầu họ vẽ ra hàng loạt những cái câu chuyện mà thực sự cái câu chuyện đó là bà hằng là nạn nhân chúng ta nên nhớ bà hằng là nạn nhân trong cái câu chuyện đó à, tại sao tại sao mà các bạn cứ lại lại là phải đưa cho bà hàng cái gì xấu xa đê tiện nhất các bạn mới đồng ý vậy à, trong khi 10 năm trở lại đây thì có ai làm được như bà hàng chưa có ai là giàu có mà làm được nhiều cái việc như là bà hàng hay là ông dũng đã làm chưa à, tại sao cái việc làm đó thì không không thấy các bạn nhắc tới đúng không môi móc quá khứ môi móc những cái chuyện đời tư gì đó nhưng mà vấn đề người ta làm từ thiện các bạn không thấy môi móc lên những cái chuyện đó cần phải môi móc để lan tỏa cho những cái người khác người ta cũng muốn làm việc thiện đó đúng không mình mình đưa lên cái thông tin đó để cho người ta thấy rằng à thì sự thì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ và cũng có người đã giúp đỡ rồi thì chúng ta cứ cứ thấy cái việc tốt đó chúng ta lan tỏa ra và những người khác cũng có tiền người ta cũng giúp đỡ những, những cái hoàn cảnh còn lại thì xã hội nên sẽ tốt đẹp hơn à, tại sao những chuyện đó chúng ta không làm mà chúng ta đi bươi móc cái vấn đề khác à, trong khi thí dụ như cơ quan chức năng người ta có quyền người ta tìm hiểu về lịch sử tư pháp của một người nào đó là cái chuyện của người ta đúng không quan trọng á là người ta điều tra xem những cái lịch sử tư pháp đó nó có ảnh hưởng gì đến cái vụ án hiện tại hay không bây giờ cái lịch sử tư pháp của bà Hằng là như vậy nhưng mà thật sự cái vụ đó nó có liên quan gì đến cái vấn đề như ngày hôm nay hay không à, cái chuyện đó là cơ quan chức năng người ta sẽ làm rõ và khi mà nhiều người cứ gom vào đánh hội đồng bà hàng nói bà hàng có lịch sử không mấy tốt đẹp thành phần bất hảo liên hệ xã hội đen tùm lum tùm la hết vậy thì à, nếu như một ngày nào đó các bạn cũng vô tình bị dính vào những cái trường hợp đó thì các bạn nghĩ như sao đúng không trong khi những cái việc làm hiện tại của bà hàng quá tốt thì không thấy ai nhắc đến và không thấy ai bươi móc cái chuyện đó lên đúng không rất là buồn hết cả nhà à, rõ ràng báo chí bây giờ thì Ô, thôi không dám nhắc tới nữa Ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào trọng kính chào và hẹn gặp lại.